Alo, alo, chào mừng đã trở lại với channel của Mr. T. Ok, rồi hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay với cái chuỗi series con game Wampi nha anh em. Đây là con game Summit World. Anh em nào mới đến kênh Mr. T, thì đây là Mr. T một đăng ký, một like và một comment nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, dạo này tài nguyên nó thiếu thốn quá anh em ơi. Trong thì con game này tôi chỉ mới up lên được 1.869k lật chiến. Thì với cái clip ngày hôm qua là đã lên con Ray lên 11 sao anh em. Tầm này mà để lên được tiếp tục 11 sao nó gọi là khó kinh khủng. Nhưng mà thôi, tình hình là để vô nhận một số quà cáp hàng ngày trước. Hôm nay không biết là up lên được tầm 2 triệu lục chiến là đẹp mấy ông, còn không lên được thì từ từ lên sau cũng được, không vội vàng. Đấy, trước tiên là phải là húp tí quà cáp các kiểu trước đây nè. Quà của Ray. Ok. Sự kiện thú vị, nói chung thì cũng không có gì anh em. Râu đen thì tôi lại không chơi nên thôi, nhận tí quà rồi xong out thôi. Sự kiện râu đen nói chung thì tiêu tốn khá là nhiều nên cũng không nhận được anh em. Nhiệm vụ. Ok. Tầm này để xem coi nè, liên minh nào, liên minh đang kẹt boss 2 3 ngày gì rồi, đánh chưa qua mấy ông 12%. Thôi cho một số anh em bêm trước đi, tôi bêm sau cũng được. Thư. Ok, nói chung thì hôm qua lên cấp 9 hết rồi, sắp tới chắc chơi tầm hết tuần này, chắc 2 3 ngày đó nữa lên nhiều nhiều cũng được anh em. Thám hiểm thánh điện. Ui, thám hiểm thánh điện à? Thám hiểm thánh điện là ở đâu? Có event mới à? Thám hiểm thánh điện à? Thử thách thám hiểm thánh điện là ở đâu ta? Nó mới bảo trì xong nó vô nó dứt một câu gọi là thám hiểm thánh điện à? Ở đâu vậy? Thuyền trưởng thân mến, chế độ thánh điện thử nghiệm chứ. Trời ơi, tôi đọc nhầm mấy ông ơi. Thử nghiệm là đây, con này mới thử nghiệm nhưng mà thôi để nâng full hết đã, nâng full hết đã. Trước tiên là phải vào hấp cái SP chứ. Đấy, ngày nào không phải là chiến cái này là tầm bao nhiêu ta? 8 lần 50 nè. 100 là 150. 350. 550. 750. 900 rưỡi. 1k1 rưỡi. 1k3 rưỡi. 1k5 rưỡi và 1k7. Một ngày là phải tốn tầm 2k kim cương để húp cái đó đó anh em. Tốn phết mấy không. Nhưng sao nói chung thì bắt buộc phải lên cấp anh em. Chơi chơi là phải lên cấp thì nó mới mở ra tài nguyên cho chúng ta nhiều được. Thật ra cái này rất là lợi nhá mấy ông. Một ngày 2k kim cương nhưng mà thật ra nếu như mà anh em nào mà nạp gói tháng hay là gì đó là anh em vô nhận điểm danh ngày là anh em đã mổ full cái này. Đấy, cái này mở được 12 chìa nè. Hiện tại đang đi được cũng gần một khúc rồi anh em. 867 gần 900 chìa. Còn tầm khoảng là 400 đến 500 chìa nữa là được rồi. Là sẽ mở hấp được trang bị 2 sao anh em. Lên 2 sao mà cái dòng nó đỏ là nó rất là mạnh nha. Nó mạnh hơn của những cái thằng mà đỏ mà 5 sao mà không có dòng dòng đỏ đó anh em. Ok, đấy tôi mở tí cho hết chìa nè. Rồi hiện tại là đã 879 rồi, nói chung thì chắc cũng phải là còn khá là lâu. Ui dù lên được cấp 92 mấy ông ạ. Thê thảm, thê thảm, thê thảm. Còn 1.200 đúng không? 1.200 kim cương. Đây, trước tiên là đi thử thách đam mê, thử thách mũ rơm. Hiện tại là đang đang đi ở ải 35. Ngày nó cho đi 35 ải. Một ngày 35 ải, bữa nay là 40 ải là được 12 belly, 25 mảnh. Ừ, một cái trứng nè. 55, ok nè.
Nói chung là một trong hai này chỉ chọn được đi một trong hai thôi. Tôi sẽ tiếp tục tôi đi mấy ải này nhé. Đây, quăng cho nó điều chỉnh lại cái này tí xíu. Dứt cái này. Tầm này thì cứ tóc tắt thôi, không có gì đâu. Sự kiện giới hạn, ước nguyện, đấy 300. Học vàng nè. Đây, nâng cấp mũ rơm nữa. Ui dù ôi, chưa được anh em. Cái này là phải đi ải thử nghiệm tiền thưởng. Hôm nay là tới ải hải quân. Ở hải quân thì hiện tại khó mấy ông. Hải quân là chưa ra được con nào. À đây đây đây, hải quân có một con nè. Đắm được không? Ba thuyền viên hải tặc thôi à. Đấy, cho một con Kizaru hải quân vào đi. Triển khai 3 thuyền viên hải tặc ở ải này. Ui dù ải hải quân mà nó phải cho 3 con hải tặc mấy ông. Hải tặc thì đang thiếu khá là nhiều. Đang thiếu khá là nhiều. Đây cho bắt chopper vào. Đây 3 thuyền viên hải tặc á. Ui dù khó nhai thế nhờ. Sao mà qua được. Dù thôi một mình ray lánh gánh không nổi đâu anh em. Thôi cái này cứ để lại sau. Rồi tiếp tục là chiến hồn. Chiến hồn thằng này chưa có gì hết. Thẻ truy nã. Nói chung thì ngày nào thì anh em cũng phải vô tiệm nè anh em. Mua cho tôi 1.000 kim cương thẻ truy nã. Nói chung thì cái truy nã này nó tăng một chiến khá là nhiều. Thì những anh em nào xem được clip của tôi thì nhớ nhớ xem cái này nhé. Anh em up lệnh thẻ truy nã cho tôi. Đây, ui dùi. Không biết là hôm nay có mảnh nào chưa đây. Có thư viện nè. Anh em để ý nhé, lực chiến của tôi nó sẽ lên tầm 3k8 nè. 3k8. Đấy, up một tí là lực chiến nó sẽ lên. Đấy 1.874 rồi. SR không có gì hết. Rồi, tầm này vô húp con Ray lên. Ray hôm qua tôi lên 11 sao nhưng mà tôi chưa up SP. Hôm nay em biết là up được bao nhiêu đây. Ví dụ lên 259. Lên được hơn 500k lập chiến rồi nè anh em. Thì hôm qua là nó dính cái vụ cây sự sống nè. Thì thật ra cái này là kiểu là giống như tôi không biết anh em. Bây giờ tôi ngộ ra là cái này. Đây, có nghĩa là nó sẽ ráp vô. Này là 300 mà 300 này anh em. Ráp thêm được một con hải quân đi. Hải quân à. Có hải tặc chứ. Hải tặc thì chắc tôi sẽ cho con nào đây. Đây 8 sao nè. Để tí nữa tôi ra tôi leo ải anh em ạ. Đây là 1.300 đưa vào thôi. Từ từ. Cái này không vội lực chiến nó cũng tăng không nhiều đâu. Rồi. Hôm nay đấy chính là để xem túi đồ coi. Đang có 5k 5k8 đá đúng không? 5k8 đá thì hôm nay tôi sẽ nâng con UR-Nami lên cộng 2 mấy không? Thì lên cộng 5 nè. Lên cộng 5 thì hiện tại là phải cần 2 phút. Vừa đủ 2 phút nha. Lên cộng 5 thì công sẽ tăng thêm là 5%, máu sẽ tăng thêm 5% và mở khe thứ hai của rác quỷ. Lụm đó anh em.
rồi lên được 8k lập chiến, nói chung là lên khá là ít nhé. Để lên cộng cộng 6. Để lên cộng 6 thì anh em phải cần 2 phút và 5 trái thần thoại. Ui dù ui, khiếp mấy ông ạ. Rồi, mở một khe thì hiện tại là Nami là tôi cũng chưa biết cho nó chơi skill gì. Thì để tính sau nè, để này từ từ cũng được, không vội, không vội, không vội. Rồi Nami tổng lực chiến đã lên được 4 triệu rồi, 400k. Ray là 500k, upsort sao yếu thế nhờ? Upsort mới 381k, con này mở hai khe lên cộng 5 nữa rồi mà sao lên khá là yếu anh em. Đây duyên cũng full rồi, duyên sugar à, duyên sugar này thiếu nè. Nhưng mà hải tặc thì hiện tại là đang cũng thiếu food khá là nhiều, thiếu food. Thiếu phút khá là nhiều nên cứ từ từ nè. Rồi tổng lực chiến nó lên được 1,8 triệu, sắp lên được 1,9 triệu rồi. Để xem túi đồ còn cái gì nữa hay không nhé. Ra khơi. Đây đi lấy SP. Dù còn đúng 1k kim cương luôn mấy ông ạ. À? Hơi thảm thật sự. 25 mảnh à. Dù SR lại là mũ rơm, căng thế nhờ. Đây 2M8 lên được cấp 260 rồi đó anh em. Còn 5 cấp nữa là sẽ full nhé. 5 cấp nữa sẽ full. Không sao, nói chung thì kim kiên hết thì từ từ rồi nó cũng sẽ có lạ thôi mấy ông, không vội vàng đâu. Giờ là chúng ta phải đi đấu trường coi. Đấu trường cái này là triệu hồi 3 lần. Dồi ôi, triệu hồi bạn bè mà cũng ra được một con 5 sao hệ SR anh em ơi, sung sướng cuộc đời ấy nhờ. Nói chung là khi mà nó đã hên thì cái gì nó cũng hên thôi. Rồi, lụm mấy cái này chứ. Mấy này thực ra nó cũng không có gì nhiều đâu. Tôi lụm lên tí xíu. Thách đấu một lần. Đây anh em, ở đây chiến thượng đỉnh nè, chiến thượng đỉnh hình như nó đang có event nè anh em. Để lụm nó cho nó ổn áp nè. Cái này hình như là lên cấp 90 là nó sẽ cho chúng ta on in nè anh em. Tôi cứ lựa gã nào mà có lực chiến cao là tôi xúc thôi anh em. Đây, điều chỉnh lại cái chế độ. Lúc ok. Nhầm nhầm nhầm, đây đây đây, bút nó nè, thẻ tiến trình nè. Cái này là nó có thẻ đặc quyền mới nè, bút nâng cao. Cái này thì chọn hên xui thôi, thật ra đội hình của tôi nó mạnh quá rồi nên cũng không cần nhìn nhiều đâu. Đấy, cái này chỉ có 8 triệu thôi mà đồ hình của tôi lên khá là nhiều anh em. Đồ hình của tôi tới 2 triệu 7 rồi. Đấy, cứ mua rơm là bút thôi, không có gì phải lo lắng cả. 3 triệu 6. Tăng cường công đi, đấm cho nó sung mấy ông. Đấy, cứ thấy công là tăng cường thôi. 1,9 triệu à. Tốc độ hả? Đây, cứ tăng cường hóa lên. Đạo y tế đi, ngâm nè.
1 triệu 5. Đây, cứ mũ rơm, cứ thấy mũ rơm là búp thôi chứ không cần phải đọc là nó sẽ búp bao nhiêu phần trăm anh em. Ra nó mạnh quá rồi. 1 triệu 9 à. Đấy 2 triệu 3 hả? Úi dùi 300. Rồi, vừa gãi khó nha. Đó là 2 triệu 8. Úi dùi, không có giảm giá gì hết. Đây, loại bỏ đi. Hai triệu tư à, quý đoàn em. Nói chung là tầm này búp là đi khá là nhanh thôi. Rồi, ai cuối cùng. Đấy, rồi nó vẫn đam là khủng khiếp anh em. Rồi, nhận thêm tí quà, ôi dù được 5 vé. Như là cái sự kiện giới hạn chiến đỉnh nè, đi được 18 lần mấy ông. Qua hơi thọt. Tôi thọt một ngày anh em ạ. Tôi thọt một ngày nên không sao. Chung thì thôi, cứ nhận cho anh em nó vui. Thử nè, nói chung là đang cần Haki anh em, Haki khá là mạnh, nói chung là game này cần Haki khá là nhiều. Ôi vậy mấy ông cứ tặng quà tôi hoài vậy, từ từ anh em. Từ mấy fan. Rồi để xem hồi nãy là thử thách nè, nhận được một cái trứng, một vé quay. Úi dụi 60 ải chưa qua hả? Mới đi 59 đứt điện rồi anh em. Đây, cho chopper vào đi, chắc nó thiếu bút HP rồi. Ok, rồi, tình hình là lực chiến cũng không nhảy gì lắm, nói chung thì lên Nami cộng 5 thôi, lên Nami cộng 5. Mà để mà lên cộng 6 thì nó hơi khó phải không? Rồi, 262. Sắp cũng lên full được đấy, 1 triệu 890 rồi anh em, sắp chết được rồi. Rồi đi đấu trường thôi, tình hình là giờ đi đấu trường xem thử ai, hay là đi liên minh trước mấy ông. Tôi đi lượm con bot của tôi nha. Trước tiên là năng động liên minh tối cao thôi, hôm nay đóng góp belly thôi, nghèo lắm rồi anh em, hết kim cương rồi. Tôi giờ tôi hết kim cương rồi mấy ông ạ, 9% mà. Bỏ con chopper ra nè, quăng con Robin New World vô, con này cho nó búp búp công anh em. Do hiện tại là con này nó có ba con tướng, ba con bé này búp búp HP liên tục rồi. Úi dùi, 9 triệu lực chiến, 7%. Tôi clear được anh em. Tôi mua 2 lực là tôi clear được đó. Ơ, à, qua bốc mới rồi nè, qua bốc mới rồi nè anh em. Tình hình ok, bốc mới thì để ngày mai lụm nhé. Bốc mới thì không phụ vàng đó. Để xem coi, có thư nè. Rồi, được 7k5, 7k7, 7k7 vô năng liên minh thôi. Hiện
Tại là Liên Minh đang level, ui dù boss mới cái chương 13 chắc đánh tới một quýt mấy ông à. Chuyên đỡ đòn nè, muốn lên là phải lên hết cấp 11 đúng không? Nó phép thuật chứ. Phải cho hiệp phép này lên cấp 11. Rồi, đăng anh em. 1K4 nè. 1K2 nè. 210. Dù lên không nhiều được. Đấy, thì phải lên thêm cấp 12 anh em. Nói chung thì khá là khó khăn. Rồi, vô kích hoạt cho nó tiến công, đấm cho nó phê mấy không. Ôi dùi, 1 triệu. Một đấm là 1 triệu nha. Tôi còn đúng một kim cương nè. Khổ quá. Rồi, tổng lực chiến nhích được tí xíu nè. Lên được gần 1 triệu chín rồi mấy không? Lên tí nữa là húp được. Rồi, đi đấu trường solo kill với lại mấy đại gia coi. Đây, tranh thủ leo anh em ơi. À, 882, 853. Dứt. Phong thái vị thần à. 713 à. Cho một cái đội hình phòng thủ lại nè. Điều chỉnh anh em. Úi dồi, đội hình để lỏ bài. Ok. Đấy, nó phải đồn như thế này chứ. Còn 6 lần hả? Không biết 6 lần có lên được hay không. Tôi hết kim cương rồi mấy ông. Không có lực để mua đâu. Năm mươi ba. Mười bốn nè. Ui dùi, hết sức để mua rồi mấy ông ơi. 20 cây kim cương. Rồi, để đi nhận tới nhiệm vụ lấy kim cương nè. Đấy. Rồi. Tắt luôn anh em. Đấy, thì hôm nay khá là yếu nha anh em. Coi anh em coi thử con Ray nó chém như thế nào nhá. Tập này thì thứ bảy lên video sớm cho anh em xem rồi xong đi chơi anh em. Nói chung thì tôi thường làm clip hơi trễ cho anh em xem nhưng mà tôi sẽ up lên sớm ngày hôm sau. Anh em nào xem kênh Mr. T nhớ để lại Mr. T một đăng ký, một like, một comment nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nói chung thì con game này tôi thấy skill cũng khá là đẹp, với lại nó là nạp cũng khá là rẻ đó anh em. Một số anh em VIP cao toàn là 14, 15 đang ở trong cái hội chơi game nói chuyện khá là vui. Anh em nào mà việc mà đang chơi mà không biết chơi game ở đâu thì có thể mà comment số ZL ở dưới comment nhá, tôi sẽ add vào group cho mấy ông chém gió xuyên đêm. Rồi. Ôi giời, phải đi kiếm một ông nào lực chiến lực chém thôi anh em. Hiện tại hàng 1 nè, xếp hạng nè. Ví dụ Yusuf đấm tôi nữa rồi, cay thế nhờ. Đây. Hạng 2 anh em ạ. Đây, ông này là cũng là VIP 13, khá là lực, khá là lực, khá là lực, khá là lực. Tầm này là cứ lấy top cụm hạng 2 thôi anh em ơi. Đây, đi đấm ông này cho anh em xem. Ông này 1 triệu 7 hả? Ông này đang là 1 triệu 9 anh em. Ngang tài, so tài cho mấy ông xem nha. Đấy, cho anh em xem tỷ lệ đam là đam của
Đam của Ray hiện tại là đang là 2 triệu 7. Ông này có Euro cộng 4 nha ông ạ. Euro cộng 4 này nhưng mà không bằng con Ray 11 sao của tôi. Ray 11 sao là tổng lực chiến là 500k, ông này chỉ có 433 thôi, anh em thấy lực lực lắm rồi đó. Ok, thôi clip đến đây kết thúc anh em. Hẹn gặp anh em vào clip ngày mai. Bye bye.